chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với khóa học tiếng Trung online được thực hiện bởi Trung tâm Ngoại ngữ Hanka. Và tôi là Hồng Ngọc, giáo viên tiếng Trung của Trung tâm. Và như các bạn đã biết thì chúng ta đã học xong bài 1, bài 2, bài 3 rồi. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ học đến bài 4, bài tiếp theo trong cuốn giáo trình Hán ngữ 6 quyển. Bài 4, Ti sư khở, nỉ chuy nỏ. Ti sư khở, nỉ chuy nỏ. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ học 3 thanh mẫu, đó là âm Z, âm C và âm S. Như bình thường thì học các thanh mẫu cô thường cho âm Y vào phía sau để chúng ta có thể phát âm dễ dàng hơn, đúng không nào? Và ngày hôm nay cô cũng sẽ viết âm Y vào cuối của ba âm này nhé. Tuy nhiên thì ngày hôm nay cái âm Y này khi nó kết hợp với ba âm này nó sẽ không đọc là Y nữa, mà nó sẽ phải đọc là ư. Nó sẽ phải đọc là ư ạ. Và âm đầu tiên sẽ phát âm như nào ạ? Sư, sư, sư. Khi phát âm âm này thì lưỡi của chúng ta thẳng, và khi đó thì lưỡi của chúng ta sẽ ở vị trí là phía sau của hàm răng trên. Chúng ta sẽ phát âm âm này lại ạ. Sư, sư, sư. Đến âm thứ hai ạ. Âm thứ hai thì phát âm gần giống như âm đầu tiên. Tuy nhiên thì âm này chúng ta phải bật hơi thật mạnh ra. Vì thế âm này chúng ta sẽ phát âm là sư, sư, sư. Phát âm thật mạnh ra. Tiếp theo, âm này thì dễ rồi. Âm này là một âm có tắc sát. Vì thế nên là chúng ta sẽ phải nhấn mạnh cái tắc sát đấy ra. Vì thế âm này chúng ta sẽ đọc là sư, sư, sư. Ấm lại ạ. Cô đọc lại ba âm này như sau. Sư, sư. Và sư, 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 sư. Ba âm này khá là khó và khá là đặc biệt. Vì thế nên là về nhà, có thể là buổi ngày hôm nay có những bạn chưa phát âm được thì về nhà các bạn nhớ là luyện tập thêm. Rồi, và các vận mẫu mà bài ngày hôm nay chúng ta sẽ học. Đầu tiên, vận mẫu này Y đúng không? Y nhưng mà có cái gạch phía trước. Hay là trong trường hợp này chúng ta sẽ đọc là ư. Đọc là ư giống như ở bên trên ạ. Này đọc là ư. Tiếp theo âm này thì hơi khó một chút. Đây là âm cuốn lưỡi. Âm cuốn lưỡi chúng ta sẽ đọc là r, 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 ư, r. Đây chúng ta sẽ đọc là oa, ua. Chúng ta sẽ đọc là oa. Tiếp theo uo chúng ta đọc là ua, ua, ua. Oai, oai, oai. Ư, r. Oa, ua, oai. Đây ạ, chúng ta đọc là uây, uây. Oan, oan. Uân, uân. Oang, oang. Cuối cùng chúng ta đọc là uông, uông. Cô sẽ đọc lại ạ. Uây, oan, uân, oang và uông. Đọc lại bảng vận mẫu này như sau. Ư, r, oa, uo, oai, uây, oan, uân, oang, uông. Và sau khi đọc xong các thanh mẫu và vận mẫu này rồi, chúng ta sẽ đến với bảng ghép âm. Đầu tiên chúng ta có a, ưa, ư, ai, a, ao, âu, an, ân, an, ân, ung. Các vận mẫu này khá đơn giản, chúng ta đã học rồi đúng không ạ? Và ba thanh mẫu của ngày hôm nay đó là sư, sư và sư, sư, sư và sư. Chúng ta sẽ bắt đầu ghép âm như sau. Cha, dưa, sư, trai, dây, trao, châu, chan, chân, trang, dâng,
Dung. Tiếp này âm xe chúng ta sẽ phải bật hơi ạ. Tha, xưa, sư, sai, sao, châu, than, chân, thang, chân, chung. Tiếp đến âm sư, sư phải có ma sát ạ. Sa, xưa, sư, sai, sao, sâu, san, sân, sang, sông, sung. Đó là bảng ghép âm của chúng ta. Ngoài ra chúng ta còn một bảng ghép âm nữa. Khi mà ba âm sư, sư và sư này kết hợp với các âm trên bảng, đầu tiên là u, u đúng không ạ? Tiếp theo là uo, uây, oan, uân, u, uo, uây, oan và uân. Chúng ta sẽ tiến hành ghép âm nhé. Chu, chua, chuây, choan, chuân. Bật hơi ạ. Chu, chua, chuây, choan, chuân. Và đến âm sư, sư có ma sát ạ. Su, xua, xuây, xoan, xuân. Và chúng ta đã tìm hiểu xong về hai bảng ghép âm trong bài ngày hôm nay. Và bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu đến bảng thứ ba nhé. Bảng thứ ba chúng ta có phần hàng ngang, đó cũng chính là các vận mẫu, và hàng dọc là các thanh mẫu mà chúng ta đã học. Cô đọc lại một lần các vận mẫu nhé. Oa, uo, oai, uây, oan, uân và oang. Các thanh mẫu mà chúng ta đã học: tưa, thưa, nưa, lưa, cưa, khưa và khưa. Chúng ta tiến hành ghép âm như sau: tua, tuây, toan, tuân, thua, thuê, thoan, thuân, nua, noan, lua, loan, luân, qua, cua, quai, quây, quan, quân, quang, khoa, khua, khoai, khuây, khoan, khuân và khoang. Tiếp theo, khoa, khua, khoai, khuây, khoan, khuân, khoang. Dòng cuối cùng ạ. Wa, wo, wai, wei, wan, wen, wang. Và đó là toàn bộ các kiến thức ngữ âm mà chúng ta sẽ học trong bài hôm nay. Và chúng ta sẽ chuyển sang phần chú thích. Ở bài ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu một cái âm khá là lạ và khá là khó phát âm. Đó là âm vần cuốn lưỡi. Vần cuốn lưỡi ạ. Chúng ta đã gặp qua đúng không? Viết là R, R này. Và cô đã dặn cả lớp là chúng ta đã phát âm là R, R, R. Khi phát âm thì lưỡi chúng ta cuốn lên, đọc là R. Và các bạn ạ, trong tiếng Trung người ta có chữ này. Đây gọi là bộ nhi trong tiếng Trung ạ. Bộ nhi trong tiếng Trung. Và khi có một từ nào đó mà kết hợp với bộ nhi này thì nó sẽ tạo thành âm uốn lưỡi, phải uốn lưỡi lên như thế ạ. Và chúng ta có thể lấy vài ví dụ như sau ạ. Ví dụ từ này cả lớp sẽ đọc là gì? Đây đọc là ở đúng không nào? Cái này sẽ đọc là ở thủng, ở thủng. Tiếp theo, ở tử, ở tử, ở chi, ở
chi? 200. 200. Khoa. Đây chúng ta có khoa đúng không? Khoa. Và chúng ta thêm âm r và chúng ta phải đọc cuốn lưỡi. Khoa. Nỏ. Quán. Ở tùa. Ở tùa. Và 200. 200. Đó là những kiến thức về vần R và vần cuốn lưỡi. Chúng ta về nhà có thể luyện tập thêm. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với phần từ mới trong bài hôm nay. Cô sẽ đọc một lần trước các phiên âm của các từ này. Chín thiên, thiên, chúa thiên, sinh chi, sinh chi y, sinh chi r, sinh chi san, sinh chi sư. Xin chi ủ, xin chi liệu, xin chi thiên, chỉ, ar, san, sư, nở, nở, ủa, hồi, xuế xào, dài chiên. 对不起, 没关系, 天安门. Đó là toàn bộ các từ mới mà chúng ta sẽ học trong bài ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết từng từ một nhé. Từ đầu tiên chúng ta sẽ học đó là từ 今天. 今天 có nghĩa là hôm nay. 今天 có nghĩa là ngày hôm nay. Và cô cũng mở rộng ra cho cả lớp những từ mà chúng ta liên quan đến ngày hôm qua, ngày hôm nay, ngày mai và ngày kia. Có từ ngày mai chúng ta đã học rồi đúng không? Từ miếng thiên, miếng thiên. Và ngày hôm nay chúng ta học là chín thiên, chín thiên. Và cô có bổ sung một từ, đó là từ chúa thiên. Từ này đọc là chúa thiên, chúa thiên, có nghĩa là hôm qua. Chúng ta để ý là có bộ nhật đằng trước, chúa thiên, hôm qua. Và hôm qua, hôm nay, ngày mai. Và chúng ta có hậu thiên. Hậu thiên tức là ngày kia. Hậu thiên đấy ạ. Hậu thiên. Hậu thiên là ngày kia. Rồi chúng ta đã rõ về hôm qua, hôm nay, ngày mai và ngày kia chưa ạ? Tiếp theo, và tiếp nối bài của ngày hôm trước thì hôm nay chúng ta cũng sẽ học một số đếm khác. Và cô thì vừa tổng hợp và vừa bổ sung cho các bạn và dạy các bạn cách đếm từ số 1 đến số 99 luôn. Rồi chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nhé. Y, y, y là số 1 chúng ta đã học rồi đúng không nào? Và hôm nay chúng ta học số 2. Số 2 đọc là R, R, R. Số 3, san, san, san. Số 4, số 4, thanh 4 đúng không nào? Chúng ta phải xuống hẳn nào. Sư, sư, sư. Số 5 chúng ta cũng đã học rồi. Ủ, ủ, ủ. Số 6 âm Hán Việt là lục chúng ta cũng học rồi đúng không nào. Liệu, liệu, liệu. Số 7 chi, chi, chi. Bật hơi đúng không ạ. Số 8 âm Hán Việt là bát chúng ta cũng đã học rồi. Ta, ba, ba. Số 9, chiểu, chiểu, chiểu. Nghe có giống âm Hán Việt của nó là cửu không ạ? Rồi, tiếp đến, chữ thập mà chúng ta đã từng nghe qua, hôm nay chúng ta sẽ biết nói nó trong tiếng Trung như thế nào. Chúng ta sẽ đọc cái này là shí, shí. Có vẻ là hơi khó bởi vì chúng ta chưa học cái âm SH này. Nhưng mà cứ tìm hiểu qua nhé. Cái này mình sẽ đọc là shí. Sử, sử, được chưa ạ? Cô sẽ đọc lại từ số 1 đến số 10 nhá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tương tự như thế chúng ta sẽ nói là số 11 như nào ạ? Số 11 thì đơn giản thôi, là gồm số 10 và số 1 ghép với nhau. Chúng ta sẽ có số 11 là 11,
11, số 11, số 12 là 12 là số 12. Tương tự như thế, số 20 là gì? Số 20 thì đơn giản là số 2 cộng số 10 thôi. Số 2 và số 10 chúng ta sẽ có số 20 là 20. Số 20. 20. Tương tự như thế, chúng ta sẽ có số 99 là gì nhỉ? Số 99 là 9. Số 99 đúng không nào? 9. Rồi, thế là chúng ta đã học biết cách đếm từ số 1 tới số 99 rồi đúng không nào? Chúng ta sẽ đến với những từ mới tiếp theo. Từ mới tiếp theo đó là các thứ trong một tuần. Rồi, chúng ta sẽ đọc trước nhé. Đầu tiên là sinh chi. Sinh chi có nghĩa là tuần. Sinh chi có nghĩa là tuần. Và cô mở rộng cho các bạn một từ nữa cũng có nghĩa là tuần. Đó là từ lỷ bài. Lỷ bài cũng có nghĩa là tuần. Hoặc là từ trâu cũng có nghĩa là tuần. Khi sử dụng thì nó có một số cái chức năng ngữ pháp khác nhau. Tuy nhiên thì ba từ này đều có nghĩa là tuần cả. Nào, từ đầu tiên đọc là sinh chi. Sinh chi có nghĩa là tuần. Từ thứ hai, lỷ bài. Lỷ bài. Và từ số ba là trâu. Trâu. Nào, ở Việt Nam của chúng ta thì thường có câu là thứ hai là ngày đầu tuần đúng không? Thì đáng lẽ ra là thứ hai thì phải là sinh chi o đúng không nào? Tuy nhiên thì ở Trung Quốc thì thứ một là ngày đầu tuần cả lớp ạ. Vì thế nên thứ hai trong tiếng Việt thì chuyển sang tiếng Trung của chúng ta phải là sinh chi y đúng không nào? Sinh chi y. Tương tự sinh chi o. Sinh chi o là thứ ba. Sinh chi san. Sinh chi san là thứ tư. Sinh chi sư. Sinh chi sư là thứ năm. Sinh chi ủ. Sinh chi ủ thứ sáu. Sinh chi liệu. Sinh chi liệu là thứ bảy. Tiếp theo, ngày chủ nhật thì chúng ta có hai cách nói. Đó là chúng ta có thể nói là sinh chi thiên. Sinh chi thiên, ngày chủ nhật. Hoặc là chúng ta còn có từ rư. Rư mà chúng ta đã học trong từ rư bẩn hay là rư ủy đấy, nhật đấy. Thì chúng ta sẽ có sinh chi rư cũng mang nghĩa là chủ nhật. Ngoài ra cô đã giới thiệu là mấy từ như là sinh chi hay là lỷ bài hay là trâu này. Nó gần giống nhau. Vì thế nên là ngoài nói là sinh chi y thì chúng ta có thể thay bằng lỷ bài y hoặc là trâu y. Tương tự như thế được chưa ạ? Ví dụ như là thứ sáu chẳng hạn, chúng ta có thể nói là sinh chi ủ hoặc là lỷ bài ủ hoặc là trâu ủ. Cả lớp rõ chưa ạ? Và chúng ta sẽ tìm hiểu các từ mới tiếp theo. Từ mới tiếp theo chúng ta có từ chỉ. Cách viết như sau. Chỉ. Chỉ có nghĩa là mấy. Ví dụ hỏi giúp cô một câu là hôm nay là thứ mấy như thế nào nhỉ? Từ mới đầu tiên mà chúng ta học. Hôm nay là chín thiên đúng không nào? Chín thiên. Nào, là thứ mấy? Xin chi chỉ. Chín thiên xin chi chỉ. Tức là hôm nay là thứ mấy? Chúng ta sẽ học mỗi một từ thôi. Tuy nhiên thì cô sẽ mở rộng ra để cho cả lớp có thể đa dạng hơn cách giao tiếp của mình. Chúng ta sẽ học từ này. Từ này đọc là trở. Trở. Và từ này mà khi thêm bộ nhi vào thì chúng ta sẽ phải uốn lưỡi. Chúng ta sẽ đọc là trở. 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 Từ tiếp theo, từ này đọc là na. 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 Tương tự thế, từ này sẽ đọc là nò, nò, nò. Rồi, cô sẽ nói nghĩa của từng từ một. Từ trơ này có nghĩa là đây. Từ trơ có nghĩa là đây. Thêm vần uốn lưỡi, chúng ta sẽ đọc là trơ, có nghĩa là ở đây. Đây và ở đây. Tương tự thế, chúng ta có từ này, chúng ta đọc là nà, nà,
có nghĩa là kia. Nào, vì thế nên thế này, nọ, nọ có nghĩa là ở kia. Chờ, đây, chờ, ở đây, nà, kia và nọ là ở kia. Rồi, từ tiếp theo chúng ta còn gặp đó là từ nà. Từ nà này chính là chữ nam mà thêm bộ khẩu đằng trước ấy. Từ này đọc là nà. Và khi thêm bộ nhi chúng ta sẽ phải đọc là nọ, nọ, nọ. Và nà này có nghĩa là nào. Còn nọ có nghĩa là đâu. Nào và đâu, được chưa ạ? Vì thế từ này đọc là nọ đúng không? Chúng ta đã biết cách phát âm rồi, vì thế nên là bài ngày hôm nay chúng ta đọc một cách, đề bài ngày hôm nay chúng ta hãy đọc một cách chuẩn ra, đó là nǐ qù nǎ, nǐ qù nǎ có nghĩa là bạn đi đâu đấy, bạn đi đâu đấy, được chưa? Nǐ qù nǎ, bạn đi đâu đấy. Hay là ở bên Trung Quốc có một cái show rất là nổi tiếng là bố ơi mình đi đâu thế, đúng không? Đó là mình sẽ dịch là ba bà qù nǎ, bố ơi mình đi đâu thế, ba bà qù nǎ, được chưa nào? Rồi đến từ mới tiếp theo. Từ mới tiếp theo chúng ta, đây có vẻ như là một từ mà chúng ta đã từng biết qua, đúng không nào? Từ của, của, của có nghĩa là tôi. Ừ, của có nghĩa là tôi. Rồi, ví dụ như là tôi hỏi, cô hỏi cả lớp một câu là nǐ qù nǎ, là bạn đi đâu thế? Và có bạn sẽ đáp là 我去银行取钱. Các bạn có nhớ nội dung bài hôm trước không ạ? 我去银行取钱, tức là tôi đi ngân hàng rút tiền. Tương tự thế thì cô muốn nói là tôi đi bưu điện gửi thư thì sẽ nói như thế nào ạ? 我去邮局寄信. Tôi đi bưu điện gửi thư. 我去邮局寄信. 我 có nghĩa là tôi, còn 你 là bạn. Từ mới số 10 chúng ta đã tìm hiểu rồi. Và từ này có cách viết như thế nào nhỉ? Là ngoài trước và bên trong, và sau đó viết bên trong sau thì sẽ đóng lại. Thấy chưa ạ? Từ này chúng ta đọc là khuấy, khuấy. Âm Hán Việt là hồi, có nghĩa là trở về. Thấy chưa ạ? Khuấy. Âm Hán Việt là hồi, có nghĩa là trở về. Từ số 11, từ số 11 là một danh từ. Danh từ chúng ta đọc từ này như thế nào ạ? Xuế xiao, thanh 4 ạ. Xuế xiao, xuế xiao có nghĩa là trường học. Xuế xiao có nghĩa là trường học. Đây từ xuế đấy ạ. Và nói một câu là tôi quay về trường. Tôi quay về trường nói như thế nào ạ? 我回学校, 我回学校. Chúng ta áp dụng cái từ 学校 này vào đặt câu ạ. Ví dụ nói là tôi đến trường để học tiếng Trung, mình sẽ nói như thế nào ạ? Tôi đến trường để học tiếng Trung. 我 đến trường là gì? 去学校. Học tiếng Trung là 学汉语. Vì thế nên câu này mình sẽ nói là 我去学校学汉语. Được chưa ạ? 我去学校学汉语. Tiếp theo chúng ta có một từ, đó là từ này có hai thanh bốn đứng liền nhau. Và đọc rõ hai thanh bốn này ra nhé. 再见, 再见, 再见 có nghĩa là gì ạ? Tạm biệt. Cách viết từ này như sau. 再见. Từ 见 chúng ta đã học rồi đúng không? 见 có nghĩa là gặp. 再见, tạm biệt. Rồi, tiếp đến từ mới số 13. Từ mới số 13 và 14 chúng ta sẽ học là từ này đọc là gì? Tuệ bù chỉ. Tuệ bù chỉ và mấy quan xỉ. Mấy quan xỉ, tuệ bù chỉ. Mọi người đều biết rồi, đó là xin lỗi. Và khi đáp lại lời xin lỗi là không có gì đâu, không có gì đâu, thì mình sẽ nói là mấy quan xỉ. Cả lớp nhớ nhá, cái âm cuối cùng là chữ xi này, nó là thanh nhẹ, nó không hề có một thanh điệu, nên là nó là thanh nhẹ, mình sẽ đọc nó nhẹ nhàng hơn so với các thanh khác. Vì thế cái này mình không phải đọc là mấy quan si, mà mình phải đọc nhẹ nhàng thôi, mấy quan si, mấy quan si, được chưa ạ?
对不起và mấy quan xỉ. Rồi, và ngay sau đây chúng ta sẽ đến với từ cuối cùng, từ mới của bài ngày hôm nay, đó là từ Thiên An Mến. Thiên An Mến có nghĩa là Thiên An Môn, quảng trường Thiên An Môn của Trung Quốc, được chưa ạ? Thiên, nào, đến từ An này thì nó gồm có bộ gì đằng trước, bộ gì bên trên đây cả lớp nhỉ? Chúng ta sẽ có đây là bộ miên ở bên trên, bộ mái nhà bên trên ấy, và bộ nữ ở phía dưới. Theo người xưa quan niệm thì người phụ nữ không được đi đâu cả. Người phụ nữ ngày xưa không được đi đâu cả thì họ chỉ ở nhà thôi. Khi đó thì trong nhà nó mới có sự yên bình được. Được chưa? Tiếp theo là từ mến. Mến này âm Hán Việt là môn. Môn có nghĩa là cái cửa đấy. Cái này đọc là mến. Môn có nghĩa là cái cửa đấy. Được chưa? Đọc là môn. Và mở rộng thêm một từ nữa nhé. Mở rộng thêm một từ. Khi mà cái môn này chúng ta cho thêm bộ khẩu ở bên trong. Khi mà có người thò cái miệng ra ngoài cửa là khi đó họ đang làm gì nhỉ? Chúng ta có từ này đọc là quân. Buổi sau chúng ta sẽ học. Quân có nghĩa là hỏi. Quân có nghĩa là hỏi. Thấy chưa? Rồi, từ Thiên An Mến có nghĩa là Thiên An Môn. Và bổ sung thêm một từ, đó là từ quân có nghĩa là hỏi. Ngày mai tôi đi Thiên An Môn là gì? Ngày mai tôi đi Thiên An Môn. 明天我去天安门. Ngày mai tôi đi Thiên An Môn. 明天我去天安门. Hoặc là chúng ta đọc câu tiếp theo này. 星期三我去天安门. 你去不去? 星期三我去天安门. 你去不去? Chúng ta dịch như thế nào nhỉ? 星期三 là thứ mấy? Thứ tư, đúng nào? Thứ tư chúng ta tôi đi Thiên An Môn. 你去不去 là bạn có đi không? 你去不去 này chúng ta có thể nói là 你去吗 thì cũng là bạn có đi không? Chúng ta dùng ma cũng được mà dùng là 你去不去 cũng được. 你去吗 đều như nhau. Chưa? Và đó là toàn bộ phần từ mới của ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần bài đọc. Ngày hôm nay thì chúng ta cũng sẽ có hai bài đọc. Bài đọc đầu tiên tên là 你去哪儿? 你去哪儿? Có nghĩa là bạn đi đâu đấy. Bây giờ chúng ta sẽ đọc trước nhé. 今天星期几? 今天星期二? 一、三、四五六天，你去哪儿？我去天安门，你去不去？不去，我回学校。再见，再见。Cô sẽ học lại một lần nữa nhé。你去哪儿？今天星期几？今天星期二，一、三、四、五、六天。你去哪儿？我去天安门，你去不去？不去，我回学校。再见，再见。啊，cô sẽ dịch nội dung của bài như sau nhé。你去哪儿? Tức là bạn đi đâu đấy? 今天星期几? Hôm nay là thứ mấy? 今天星期二? Hôm nay là thứ ba. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có những cái từ, các thứ trong tuần như sau. Rồi, 你去哪儿? Tức là bạn đi đâu đấy? 我去天安门. Tôi đi Thiên An Môn. 你去不去? Bạn có đi không? 不去. Tôi không đi. 我回学校, tôi quay trở về trường. 再见, 再见, tức là tạm biệt nhé. Rồi, chúng ta sẽ đến với bài khóa thứ hai. Bài khóa thứ hai tên là 对不起. Bài này khá đơn giản, chỉ có là 对不起 và 没关系. 对不起 và 没关系 thôi, có nghĩa là một bạn thì bảo xin lỗi nhé, một bạn thì bảo không có gì đâu. Được chưa ạ? Đây là toàn bộ các nội dung của bài khóa rồi và đây cũng là kết thúc.
bài số 4. Hy vọng là khi về nhà các bạn hãy chăm chỉ luyện tập bài khóa cũng như là viết nhiều chữ Hán để nhớ tất cả các chữ Hán mà chúng ta đã học trong bài ngày hôm nay, làm hết tất cả các bài tập cuối sách. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.